mua rồi mẹ. Trong vực mày đây nợ ha ta ấy dữ ơi, từ một đặng lên ngăn thì ăn được một đặng cái nữa. Thế cái công nhận không sạch ngon à. Chúng mình ăn chưa? Chưa chưa rồi ăn đi sạch này, chạy đi này hay chạy này này hai lần này ha. Mua thịt đường mua trong á, mua chả hả hải chưa dài được không? À, chạy như thế này à. Chạy này tụi mình hại đi. Cứ hại cho mày thôi. Cắt luôn à? Cắt đi luôn à? Cắt luôn rồi mệt. Mở bi ra chứ. Mua 10 ngàn bi mệt chứ. Phải mua 10 ngàn ha. Chạy 10 ngàn cho tụi mình chưa? Số đồ có. Một đồ. Đây một cái. Ngon chứ mà. Nữ gái đi ngon lắm. Đấy. Dạ. Đấy là hộp quá. Thấy không? Nữ gái ngon đạt chứ. Răng chín hết rồi. Hả? Cả mi chị ôi cô ép được đại nữa. Nè, quay về đại. Chưa? Đó quá trả lời được cảnh ngon ơi. Quá ngon. Ngon. Nghe. Họ đôi khi bấm một cái thích. Nhũng. Nhũng cái nên mà to chứ to lưa được. Này. Này. Mà đó là hết cổ này rồi nha. Một đoạn sinh rơ. Phân NPK với loài vi sinh nữa. Bịt mà màu cái trái này. Cái màu khác con của họ xanh rương à, đấy mặt đó mình trong mình thí nghiệm để mình biết thì họ đó xanh non màu to cái cỏ thuốc chứ thuốc chặn luôn như người con trung như bên này trong cuộc công này trong tập sắp rất là tì này cỏ bọc đang hoang này 5 lít cho con luôn à dạ mới làm hai sọp đúng không trung mến không thôi đi đi chứ con cãi nữa bên đây là ngồi ghế tôi làm còn mày tơ cây tẩm nữa quá bánh quá lại lóc quá lúa lọc cũng đủ không đủ thì xuống mua thêm không nữa thôi lọc xong ăn đi cái đó về ăn đi lóc được à được chứ đủ yêu bỏ đó lóc cho muốn mà mai mới khai trương chiêu mà nhậu cho muốn. Lóc gạch rồi mà mơ lên mà nằm đôi sưởng nha chú má. Trong mắt quá tỏ không? Thế thì đi ra tôi chạy cái miếng. Mẹ ăn mà nằm đôi sưởng. Lóc rồi bây trà chất kiểu mà nằm cho đà cho mắt chi mô mà nghe họ cho mình. Tại mô không cần cãi nhất chủ chi theo em em rửa đó rồi chuyện chân như con chạy kêu đó hả mày ông á mày ông không lý này không lý bên nếu bạn nhiêu rồi mà đang mình lâu lên rồi ha sao rồi từ chặt từ rồi cả chi hạt rồi hết rồi nó chưa con thêm mấy cây chi nữa à khoai tây leo hả khoai tây mà leo khoai tây mà leo bơm
cụ má. Cụ thật mực đi. Đấy. Đấy. Bên kia, bên đấy. Bên đấy. Đi tâm thêm bên này ta. Hả? Tâm bên này cho ông nhận trong chim mình á. Nhận trùm cây da cái gì cả. Trời nặng nên đáp cả đấy trùm. Không. Mà ông nhận từ trong núi trong tự này cái nữa mà ông mang chứ. Chắc cho mình đi thì mỗi ngày một dìa cho ông. Trong mấy ngàn, bắt ăn. À, rồi chứ. Để lúc điện dơ ăn thì cũng cho ăn. Cái cảm thấy là để tất cười. Mà tỉnh bật phiêu. Mình đi cả con hết. Đây. Còn thức ăn cái gì. Bộ. Còn. Đi. À, đẹp không? Còn nữ đẹp không? Nữ giá nữ. Chờ cái chơi to. Rồi đây. Ô, đi ra vừa. Mất mực. Hấp dẫn đi. Cả lấy mẹ này. Bà. Tự nhiên hai cái cục như cái đen tới đây bắt buộc thế này. Lúc ở đây đang đi mà anh đã hại mà. Trong lúc đây ngon chứ hả? Phải trung bên ở trong mì kìa. Quay mũ. Ô, cô tự hại mẹ chú trong các cái cò mô. Không biết cò chứ
đi ăn chủ sống thì tốt hơn. Ăn chủ đi tốt hơn thì chủ mà tại mà muốn cắt cô mà chuẩn bị vô đó mang đã chị mua mà.집을 다시 찾아왔는데요. 다낭맨 혼자 다낭에 와서 오늘 계약하려고 집을 다시 찾아왔습니다. 사실 이제 전체적인 컨디션이나 저희가 집을 많이 알아봤는데 그 중에서도 이곳이 집 컨디션이 가장 좋은 것 같아서 아니랑 상의 끝에 또 이곳으로 정하기로 했고요. 뷰는 정말 다시 봐도 진짜 좋은 것 같습니다. 그래서 이곳으로 저희가 이제 다음 주에 지금 이동을 할 계획이고 전체적으로 안도 그렇고 저도 그렇고 마음에 드는 것 같습니다. 그래서 또 다음 주에 또 이사를 하기 때문에 사실 지금 또 여러 가지 생각이 많이 드는데 앞으로 또 다낭에서 또 정착해서 또 새로운 또 미래를 꿈꿀 첫 번째 장소로 이곳을 선택하게 됐습니다. 그리고 진짜 저희가 집 알아보면서 내 양문형 냉장고가 있는 것도 참 좋고 주방도 딱 아주 깔끔하게 정돈돼 있어서 아니 요리하기도 너무 좋고 제가 또 요리하기도 좀 좋게 아주 인테리어가 되어 있는 것 같습니다. 이게 오빠이바이네. 오빠이바이. 좀 헤매야 되나? 그럼 오보다 한 2, 3cm 크게 시켜야 돼.